Sáng nay, tại nhà máy X-70 Cục Kỹ thuật Hải quân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao một trong 6 chiếc xuồng CQ-01 mang số hiệu 1318, trị giá 3 tỷ 600 triệu đồng tặng bộ đội Trường Sa. Cùng bàn giao đợt này, còn có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Yên Bái, Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Xuồng CQ-01 được nhà máy đóng tàu X-70, Cục Kỹ thuật Hải quân đóng là loại xuồng hiện đại, vỏ tàu làm bằng chất liệu composite, sản xuất theo công nghệ hút chân không, có độ bền cao, chịu va đập, động cơ do Nhật Bản sản xuất. Xuồng có thể chở 6 người với vận tốc tối đa 20 hải lý trên giờ, chịu được sóng gấp 4, gió cấp 5, cấp 6. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hướng về biển đảo như thăm hỏi, động viên tặng quà. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa vững tin kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.